Chào chị Như Nga, chào chị Ngọc Lan. Em là Cẩm Tú. Hiện tại thì em đang là mẹ của một bé gái, năm nay được 33 tháng tuổi. Cái khoảnh khắc mà mình biết được mình có mang một sinh linh ở trong bụng nó như thế nào? Thực sự là cái chuyện mà em có thai á, nó rất là mắc cười. Chồng em chở em đi ăn tối về thì hai vợ chồng mới ghé nhà thuốc, thì cái linh tính em không biết như thế nào, em mới mua đúng 5 que thử rụng trứng. Sao nhiều dữ vậy? Và 5 que thử thai. Qua ngày hôm sau, đúng rồi. Bà này bà đi buôn sỉ. Đang tính hỏi là lý do tại sao, động lực nào mà lại có thể mua nhiều dữ vậy? Cái hôm đó lại đúng là ngày mà đáng lẽ là em phải có kinh. Thì cái ngày hôm đó không có. Tối đó em mới chưa có thử que rụng trứng đâu nha. Em mới nằm ngủ với chồng em thì em mới nằm mơ. Em nằm mơ em thấy em có bầu một bé gái. Thì sáng hôm sau thức dậy đi vệ sinh á, thì em không biết trong đầu em nghĩ cái gì, em mới nói là mất quơ cái que thử thai chứ. Thì một lúc sau cầm lên thì nó có 2 vạch. Nhưng mà cái vạch thứ hai nó mờ kinh khủng. Em nói anh ơi có 2 vạch. Chồng em lúc đó còn ngái ngủ, anh kêu là chưa có chính xác đâu em, mấy rửa nữa đi. Nhưng thôi trời, đây phim ngôn tình đoạn này là anh phải bật dậy. Đúng rồi, ôm em vào lòng. Ô anh rất là hạnh phúc em ơi. Không, chồng em không có mấy hành động lố vậy đâu. Có nghĩa là ảnh bình thường với tất cả mọi việc vậy đó. Thì trong vòng mấy bữa đó là em thử hết 4 que còn lại luôn. Ngày nào cũng thử rất đều đặn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái mờ đó nó có đậm dần không? Dạ có chị, nó cứ đậm từ từ. Và hiện tại 5 que đó em vẫn còn giữ ở nhà. Làm kỷ niệm luôn mà. Em cũng vậy chị, 2 cái que thử thai của em là em vẫn còn giữ tới giờ. Nhưng mà lại tới bác sĩ mới hỏi là ngày có kinh tháng trước vào ngày nào. Cái bác sĩ tính ra, bác sĩ nói đi về đi, 2 tuần nữa quay lại. Cái về hai vợ chồng vui quá, lái xe đi Vũng Tàu chơi luôn. Trời ơi, vậy? Trời. Dạ thì cái chuyện của 2 tuần nữa là 2 tuần nữa tính. Còn hiện tại giờ là mình biết là không, theo đúng nha, theo đúng diễn biến tâm lý á. Và người ta sẽ, đây là những cái tháng đầu tiên của thai kỳ, phải rất là đi nhẹ nói khẽ, phải rất là từ tốn, phải vô cùng hoàng quý phi. Thật sự là em đi á, là đi cùng với 2 anh chị nữa. Anh chị xuống là tuyệt đối không cho ăn hải sản, ốc tôm cua ghẹ là không cho ăn. Rồi di chuyển thì cũng phải rất là từ tốn. Dạ, không cho em ngồi ghế chú, chị cho em ngồi ghế đằng sau á. Xong rồi cái mỗi lần mà em đi đâu, cái mỗi lần dĩa cơm cái kêu cho em chén cháo hay là kêu cho em dĩa cơm gà, tức cơm gì. Lúc đó dạ, là thấy lắm mọi người đó. Ngồi ăn ốc chị mà em nhìn là tức gọi là tôi tức đó, ghen ốc lắm. Ít nhất là phải 5 tháng mày mới được ăn hải sản trở lại. Cái này gọi là trầm cảm tiền thai kỳ. Dạ, em năn nỉ luôn chị. Nhiều khi á, em năn nỉ, chị chưa thấy cảnh chồng em đâu. Lúc mà em có bầu mà em thèm quá, em năn nỉ chồng em á. Cái ảnh mua ốc về mà nói là em chỉ được phép ăn 5 con thôi. Ông ngồi ông đếm đúng 5 con, ông cho em, còn lại ông đem dẹp. Tại sao không mua luôn 5 con? Vấn đề là người ta bán nguyên hộp, còn lại chắc là hồi nữa anh cái ăn. Cái đó là trách nhiệm của mấy ảnh. Đem về nhà đúng 5 con thôi. Ủa tra tấn con người ta kỳ vậy? Dạ đúng rồi, đếm đúng 5 con để lên dĩa cho em xong đó em chỉ được ăn. Nha, em ngồi nha. Em năn nỉ xin giả con nữa. Tâm trạng nó giống như là dễ bị xúc động lắm chị. Thấy chồng đi làm cả ngày mà không nhắn tin về cho mình, cái tuổi thân. Dạ. Bà này nè, bà thấy cái rèm cửa bà cũng khóc đó, tôi nhớ luôn rồi đó. Giống như là đi làm về mà không quan tâm tới mình, hay là sáng sớm đi làm không hung mình cái tự nhiên đó. Tuổi thôi. Có trách không em? Em lại không uống sữa bầu mà em chỉ uống được sữa tươi, mà lúc đó sữa tươi em chỉ uống được sữa không đường mà thôi. Vào Tết âm lịch năm đó là lúc đó cái em bé của em được 31-32 tuần. Hai vợ chồng em còn đi tuột từ Tây Ninh, tại vì quê tụi em ở Tây Ninh, lên Sài Gòn rồi xong rồi đi Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né, Phú Yên. Lúc đó em bầu 31-32 tuần mà em còn leo xuống gành đá dĩa chị ở Phú Yên, leo lên leo xuống luôn. May rồi bác không lên mũi điện à. Rồi xong ở Đà Lạt á, có cái thác bông cua á chị, là em cũng leo rồi xuống thác đó rồi em lội lên. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cũng có 36 tuần 2 ngày thì em bước xuống giường, tự nhiên cái nó vỡ òa ra. Đúng rồi. Em là em biết vỡ ối rồi, tại vì em có đọc rồi, em có xem những chương trình rồi, em có học cái lớp tiền sản nữa, em biết cái này là vỡ ối rồi. Thì em gọi chồng em dậy, nó anh chạy xuống kêu mẹ lên nhanh lên, em bị vỡ ối rồi. Thì chồng em lúc đó còn ngái ngủ lắm, tại mới 6 giờ sáng. mọi cái dấu ấn đặc biệt trong cái thai kỳ này, người đàn ông ấy đều ngủ. Ảnh mới chạy xuống kêu mẹ lên. Tưởng đâu lúc này nói chưa đâu em, đó chưa phải là ối đâu, còn vui nữa. May à. Xong mẹ kêu là tắm rửa đi con, rồi thay đồ đi, rồi chở vô bệnh viện liền.
Thì từ lúc mẹ nói xong là tay chân em nó lạnh ngắt lên chị. Nó lạnh mà nó run người lên luôn. Em vô trong nhà tắm mà em xoay sổ, em không biết mở cái vòi nước sao luôn á chị. Nó hoảng, giống như nó hoảng loạn em lúc đó. Rồi lúc đó là không có dám đi xe bự tại vì sợ kẹt xe rồi á chị. Thì mới là chạy xe máy đi. Thì chồng em mới kêu là dạ cho xe đi đẻ, cho xe đi đẻ. Mọi người tránh đường giùm mà anh chạy chỗ nào đông đông là anh nói vậy á chị, vui lắm. Vô tới bệnh viện thì ten ten nữa, em khỏe lắm tại vì lúc đó em chưa có dấu hiệu đau hay là bất cứ cái gì hết á. 7:30 thôi là đưa em lên trên phòng chờ sinh rồi. Thì lúc đó cách ly với người nhà rồi chị, mọi người trong gia đình của em đều có mặt đó hết, nhưng mà bé nhà em nó không chịu ra. Cái quá trình em mang thai cũng vậy, những cái tháng cuối em cũng di chuyển nhiều như cổ vậy đó, ngồi xe 7-8 tiếng đồng hồ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia chơi. Là lúc đó bụng là phải nói là vượt mặt rồi, gần sanh rồi. Mà đi sanh cũng vậy, buổi sáng dậy là thấy nó ra máu hồng, hai vợ chồng đang ở bên Mỹ mà cũng không biết làm sao, gọi điện thoại gì kêu chưa đẻ đâu, đi qua đây ăn hủ tiếu đi, chưa đẻ đâu, đi qua đây ăn hủ tiếu đi. Đi qua ăn hủ tiếu rồi cà kê dê ngỗng tới chiều tối rồi nguyên một nhà là hai gia đình luôn là hốt đi vô trong bệnh viện. Em là vô nằm trong cái phòng chờ sinh lúc 7:30, mọi người vô cái mọi người đi, mọi người vô cái mọi người đi là đẻ hết trơn rồi. Là tầm khoảng 12:00 thì nó mới có những cái cơn đau nhẹ lên. Tại vì em vỡ ối nên là bây giờ mà cổ tử cung không mở nữa thì quyết định là phải tiêm cái thuốc, gọi là truyền cái thuốc dục sinh. Thì lúc đó chồng em á, ổng mới xin vô được nói chuyện với em. Thì chồng em mới nói một câu nè: em ơi, đẻ thường không được thì cứ xin mổ đi nha em, không chứ đừng có ráng sức quá. Em nói trời, có đau đâu, đẻ chưa đau mà. Xong tới tầm 5-6 giờ chiều thì lúc đó cơn đau nó mới lên. Bác sĩ hỏi em là bây giờ đau quá vậy có cần tiêm cái thuốc gây tê màng cứng hay không, thì em mới lì chị. Em nói là dạ em không cần, tại vì em nói là những cái cơn đau như vậy em chịu được, là hồi xưa ba mẹ em đẻ em được thì giờ em cũng sẽ cố gắng em làm được. Cái cổ tử cung nó nở khoảng được 6-7 phân á, thì lúc đó bác mới chuyển em vô trong cái phòng sinh. Tầm khoảng 9 giờ tối thì em bị sốt 39.5 độ. Rồi lúc đó cái cơn gò nó tăng lên nhiều hơn nữa. Đau mà em gọi là em không có dám la, tại vì em cái quan điểm của em là em thấy mọi người la quá, em nghe em sĩ diện đó, em sĩ diện. Đây rất là sĩ diện. Giữ hình ảnh lắm chị ơi. Hoặc là nghiến răng chị. Đau. Đau mà phải đẹp. Đau mà phải đẹp, phải đẹp. Lúc nào phải không được, tôi phải đẹp. Nghiến răng lại, dạ đúng rồi. Bác sĩ mà phụ trách cái ca của em á mới nói là thôi em ơi, tiêm cái thuốc đó đi. Người ta tiêm cái này là người ta phải tiêm trước 3-4 tiếng, còn em giờ nó đau quá trời rồi em mới tiêm. Tới khi mà em bé nó đã xuống dưới nhiều rồi đó thì bác sĩ kêu em rặn, mà lúc đó là em bé của em nó nằm nghiêng. Bác sĩ ra phán một cái tin là ca của vợ em là ca khó rồi, tại vì em bé nó nằm nghiêng rồi. Ổng sụp đổ giống như là ổng sợ loạn. Ổng mới hỏi bác sĩ, chồng em mới hỏi bác sĩ là có mổ được hay không á. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ em bé nó xuống quá thấp rồi, không mổ được nữa. Trời ơi, lúc mà em gần sinh em bé ra là có một cái cô hộ lý, cổ đứng ở trên đầu em nè, nhấn bụng một, nhấn. Dạ, mỗi lần đấy. Mà em bác sĩ phía dưới kêu em rặn á thì chị ở trên đây chị nhấn cái bụng, mà mỗi lần chị nhấn xuống cái là em đang rặn mà em tắt hơi. Có nghĩa là nó quá mạnh. Rất là giống em luôn chị. Trời ơi, thiệt, cái cô này cũng kể lại cái anh thấy miền ký ức của em đó hiện về. À, chủ đề hôm nay là miền ký ức nha quý vị nha. Quý vị ơi, Lan cũng vậy á, nhập viện rồi mình chờ cũng rất là lâu, là gần 40 tiếng đồng hồ. Và lúc mà mình rặn cũng vậy, cũng là cô y tá là cổ để nguyên cái phần này nè, cổ đu lên trên cái thành giường và cổ em ghì xuống, tại vì em bé cũng rất là khó ra. Cái khi mà em sinh em bé ra xong á, người bác sĩ mới là bế em bé lên cái cân xong nói là 2,750 kg nha em, xong rồi bế em bé ngược lại bỏ lên người em. Là rất là ngắn, khoảng tầm 15 phút thôi thì bác sĩ lại bế em bé qua vệ sinh cho em bé xong lại đưa em bé đi. Tại vì em bị sốt trong cái quá trình gần tới sinh bé thì có thể những cái con virus đó, nó sẽ có nguy cơ là sẽ bị ảnh hưởng đến bé. Thì bắt buộc phải đưa em bé qua phòng cách ly. Sinh xong bác sĩ làm mọi thứ xong hết rồi thì hộ lý mới ra ngoài tìm chồng em. Lúc đó không thấy chồng em đâu hết trơn á. Lưỡi góc nào anh ấy đã đi cầu cứu ai ư? Sản phụ mà được chuyển vô phòng sinh rồi là sẽ mới cho mình nhận cái phòng ở trên. Đúng rồi. Thì anh với lại mẹ mới đưa đồ lên trên phòng thì ngủ luôn trên nằm đó ngủ luôn. Dạ. Mẹ rồi mát dạ, mẹ phòng có mẹ. Giường sản yên tĩnh, không có ai trong phòng hết. Thì hộ lý mới nói với em là trời ơi, ảnh lên trên phòng ảnh ngủ hết trơn. Trời ơi thiệt. Không, như vậy là cái lỗi thuộc về cô hộ lý. Rẻ ra đi ra cũng không nên nói, không nên truyền cái thông tin này lại cho bà đẻ. Đúng 2 ngày thì bác sĩ kiểm tra bé, nói là tất cả mọi thứ đều bình thường hết. Thì ngày thứ 3 là cho bé xuất
xuất viện cùng với mẹ luôn. Em bé thì được về nhà với em, nhưng mà có một chuyện mà chồng em giấu em. Đó chính là cái kết quả mà kiểm tra của bé. Cái tim của bé nó còn một cái lỗ hở, nó chưa có khép lại. Vô bệnh viện, cái ngày vô bệnh viện anh nói là phải kiểm đem con lên đi kiểm tra tim lại thì em mới biết. Tháng đầu tiên thì tất cả mọi biểu hiện của con có bình thường không? Dạ bình thường hết chị, con của em nó bình thường hết. Thì lên kiểm tra tim lại thì bác sĩ mới nói là cái lỗ đó nó đóng lại rồi, an toàn rồi. Nên là trời ơi, chồng em bế con ra, chồng em đưa cái kết quả cho em nghe. Rồi em mừng ơi là mừng, em nói là tiền sử nhà mình đâu có ai bị bệnh tim, bệnh gì đâu, mà sao bé nhà mình nó bị lị một cái lỗ ở trên cái tim như vậy. Lúc đó sợ lắm chị, lúc mà em mới vừa biết tin là con em có một cái lỗ trên tim thì khoảng tầm tiếng sau lại biết là con em nó an toàn rồi thì giống như hai cảm xúc nó trái ngược, trái ngược nhau hoàn toàn mà luôn. Nó rất gần nhau cho nên là cũng hơi hỗn loạn ha. Lúc mà con em nó gần 1 tuổi á thì bé bị sốt và phải nhập viện. Trong cái quá trình mà bé nhập viện á, em có một cái sự kiện rất là lớn với mẹ chồng của em. Sáng sớm thì bác sĩ mới kêu là đưa em bé lên để lấy máu và lấy nước tiểu để kiểm tra. Thì lúc đó là hai vợ chồng em lo cho bé rồi, đâu có kịp mua đồ ăn sáng gì cho con đâu, với lại lấy máu thì cũng không được ăn gì hết. Chồng em mới gọi điện thoại cho mẹ chồng, mẹ vào sớm mua giùm cho bé May một ổ bánh mì không, tại vì lúc đó con em nó chỉ ăn sáng bằng bánh mì không mà thôi. Hai vợ chồng làm hết tất cả những cái xét nghiệm cho bé rồi thì thực sự là bé em lúc đó máu nó bị đông lại á chị, nó khó lấy máu lắm. Tầm 8 giờ hơn thì lúc đó con em nó cũng chưa ăn sáng gì hết. Em mới nói chồng em là gọi điện thoại cho mẹ chồng coi mẹ vô tới chưa. Thì chồng em gọi cuộc đầu tiên á thì mẹ nói là mẹ vô, mẹ đang đi sắp tới rồi. Xong rồi em đợi tới gần 9 giờ cũng không thấy đâu. Lúc đó là em cũng nóng lên rồi, em mới nói chồng em là anh gọi lại cho mẹ lần nữa coi, nếu mà không được thì mình tự đi mua. Thì chồng em lại gọi thêm một lần nữa, mẹ chồng nói là sắp tới rồi. Tới là tới đâu, nó đang ở khúc nào đâu thì chỉ đi là bé em chồng chở đi. Con của em nó đói quá chừng rồi. Nó mới thấy cái bạn bé ngồi giường đối diện cũng đang ăn bánh mì và nó xin ăn, nó nói là cho bé mày miếng. Trời ơi, thấy thương quá. Trời, lúc đó chị ơi, ruột gan em nó giống như là nó nóng bừng bừng lên luôn, là tại sao con mình nó đói đến mức mà phải đi xin ăn như vậy. Trời, lúc đó là em giận lắm. Có nghĩa là cứ đợi bà nội mang cái ổ bánh mì vô hoài mà không thấy đâu, mà con mình đây nó sốt ruột lắm chị. Thì lúc đó bệnh viện thì ở trong bệnh viện là không có bán bánh mì, mà chỉ có ngoài cổng bệnh viện mới có bán thôi. Thì vậy nếu mà em thì phải bế bé không à, mà em bế bé thì em lại không có ra được cái cổng bệnh viện. Cái anh giường đối diện đó ảnh lại bế con ảnh đi mua đồ ăn gì đó, thì em mới nhờ vả ảnh, em nói là anh ơi, anh làm ơn anh mua giùm em ổ bánh mì nha. Đó khoảng 9 giờ rưỡi em đang nằm, cái em thuê cái võng vào bệnh viện cho bé nằm á chị, cho mát á. Thì em đang nằm em đút con em ăn bánh mì thì mẹ chồng em mới bước vào. Trời, đói bụng quá hay sao, ăn ngon dữ vậy con. Trời, lúc đó là hả, em gọi là tức nước vỡ bờ. Chị nghe cái câu nói của bà nội, thực sự là em biết bà nội vô tư, bà nội không có nghĩ cái câu đó là bà nội chỉ ý là tổn thương mình. Dạ, tổn thương lắm chị. Em gọi là vỡ em à. xóa luôn. Con nhờ mẹ mua đồ ăn sáng vô cho May từ lúc 7 giờ sáng mà giờ 9 giờ mấy rồi mẹ mới tới. Cháu của mẹ hả, nó đói bụng, nó phải đi xin ăn của người ta, mà giờ mẹ thấy vậy mẹ thấy được không? Mẹ vô trễ như vậy, mẹ không gọi cho tụi con, mẹ không nói cho tụi con được một tiếng, gọi điện thoại báo một tiếng thôi thì con với chồng con sẽ thay phiên nhau để đi mua đồ cho bé May ăn, chứ không phải là bé phải đi xin ăn của người ta như vậy. Mẹ chồng em khóc luôn, mẹ chồng mới nói là mẹ biết là tụi con chăm con cực khổ thì mẹ mới xuống đây mẹ phụ thôi, chứ mẹ không có vậy này kia đó. Thì lúc đó là em cũng giận quá, em không muốn nghe nói gì hết trơn nữa. Còn chồng em thì cứ kêu là em im đi, em đừng nói nữa. Xong rồi em mới nói cái miệng của tôi muốn nói tôi nói. Từ đó tới giờ em vẫn chưa có nói lời xin lỗi mẹ về vấn đề này. Để làm thông qua chương trình này em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ. Con biết là cái sau cái sự việc đó thì mẹ có buồn con rất là nhiều, nhưng mà con hy vọng là mẹ hiểu cho con, vì trong cái hoàn cảnh đó thì con rất là xót bé May, nên là từ đó đến giờ con vẫn chưa có nói lời xin lỗi với mẹ. Hy vọng là mẹ đừng có giận con nữa nha mẹ.
thực ra trong những cái hoàn cảnh đó đó, chúng ta hoàn toàn có thể không đẩy cái câu chuyện nó đi cao trào bằng cách là thôi các bạn cứ đi mua ổ bánh mì trước cho con mình đi, còn mẹ nói mẹ tới cổng rồi cũng được nữa, kệ mẹ. Dạ. Tại vì chúng ta thà dư một ổ bánh mì, nó vẫn có thể là cái câu chuyện giải quyết được hơn là việc sức mẻ đi tình cảm. Cái căn nguyên của cái câu chuyện nóng giận của em là bởi vì em sót con. Như vậy thì cái gì mà chúng ta tự lo được á quý vị thì chúng ta lo. Còn khi cái điều đó nó đã nằm trong cái sự liên đới với người khác thì thực sự chúng ta không còn làm chủ được nữa. Nếu như chúng ta càng chủ động bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng dễ chịu bấy nhiêu quý vị. Dạ. Thật sự ra thì ông xã em là một người rất là giỏi trong cái việc chăm con nè, rồi dạy con và cũng như là theo dõi những cái biểu hiện của bé. Nhưng khi có em bé tới giờ là anh xã em ảnh rất là ít lãng mạn lại với em. Thậm chí là những... Không, giờ đòi hỏi không trên con nữa, trên mình. Đúng rồi, thậm chí là những cái hồi trước giờ là những cái khi mà ảnh đi làm cái gì là phải hôn vợ trước khi đi làm, mất tiêu luôn. Rồi ha, ví dụ như hồi xưa còn về nhà phụ vợ quét cái nhà hay rửa cái chén, giờ là không có luôn. Em hy vọng là anh xã sẽ giúp vợ nhiều hơn. Chẳng hạn như là chỉ cần về nhà thấy cái nhà nó dơ cái, phụ vợ quét một cái thôi thì có lúc đó là cũng ấm lòng rồi. Với lại một cái điều đặc biệt nữa là cái nước hoa của em nó rất là nhiều rồi. Đừng mua nữa hả? Dạ, đừng mua nữa. Tại vì chị biết không, anh xã em đơn giản lắm. Lễ lộc Tết nhất, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật chị, tất cả đều là nước hoa. Giờ vậy nó... thì em muốn ngoài cái nước hoa ra là cái gì thì em nói luôn đi. Nữa ví dụ, em giờ hỏi đi. Cô cần một cái bình nước lau nhà. Nó rất là thực tế. Hoặc là một bó hoa. Ví dụ như là muốn tặng quà gì cho vợ thì hãy hỏi vợ là em ơi em có thích cái này hay không, hoặc là em ơi em thích cái gì, chứ đừng có tặng nước hoa. Hoặc là có khi nào ảnh vui vui cái ảnh đưa cho em một cục tiền, ảnh kêu là em thích gì mua đó đi. Nhưng mà em thích ảnh là người chủ động hỏi ý kiến của em hơn, sẽ trân trọng cái suy nghĩ, cái cảm, cái sở thích của vợ mình hơn là như anh vậy. Anh trân trọng suy nghĩ của cổ nha, đó các ông chồng đang theo dõi lưu ý. Thật ra thì những cái đòi hỏi của người phụ nữ nó cũng rất là đơn giản mọi người. Họ chỉ cần cái sự ấm áp, cái sự chia sẻ và những cái cử chỉ nó rất là nhỏ nhặt, rất là đơn giản nhưng nó rất là ấm lòng. Phụ nữ giống mình á thì ai cũng muốn đẹp hết đúng không chị? Từ khi có bầu luôn á là em không dám làm bất cứ hình thức làm đẹp nào hết. Mà bản thân trước đó là thích là tuần nào cũng đi spa, cũng gọi đầu này, cũng làm móng, cũng làm tóc đồ này kia. Nhưng mà từ khi biết tin là có em bé là tất cả những cái gì mà liên quan đến là hóa chất là em cắt hết. Rồi sau đó là cái quá trình mà cho con bú nữa, cũng không dám sử dụng cái gì gọi là liên quan đến hóa chất. Thì lúc đó chỉ biết ở nhà và ở nhà, không có sắm đồ mới, cũng không trưng diện. Từ lúc đó là hả, người mình nó xấu xí nè. Tại vì không có đi tập gym để săn chắc lại, rồi phải ráng bồi bổ để mà có sữa cho bé bú nữa thì nó lại là nó mập, đâu có xuống cân được. Em thì bú sữa mẹ hoàn toàn tới 25 tháng tuổi. Từ khi mà em cai sữa cho bé là cái phọt của em nó trở về bình thường như là thời con gái. Em cho bé đi học thì lúc đó em mới có thời gian cho bản thân em. Thì em bắt đầu em đi spa lại nè, em bắt đầu làm tóc rồi chăm sóc da các kiểu. Qua chương trình này á, em cũng muốn nhắn với lại chị em phụ nữ, một tháng gì đó thì mình hãy nhín ra một vài tiếng đồng hồ để mà chăm sóc cho cơ thể của mình. Chẳng hạn như là chỉ cần một buổi đi massage thư giãn thôi thì nó cũng sẽ làm cho mình thoải mái hơn, tinh thần nó đỡ bị stress hơn. Và thậm chí là mình đẹp hơn thì chồng cũng sẽ mê hơn. Đúng rồi, hoàn toàn đồng ý với lại điều này. Không vui vẻ không quạo, không gây lộn. Dạ đúng rồi. Dạ em là Lê Văn Thông, sinh năm 1977, quê hương Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh Thông ở thành sinh năm 87 ha anh? 77. 77 ở Thanh Hóa. Dạ. Mình làm nghề gì anh Thông? Dạ, làm cô em gái nhận hàng công kinh về làm, về nhà làm mà. Có chị Thi Anh với lại chị Uyên. Làm nhận hàng gia công về làm, về nhà làm gia công. À, nhận hàng về làm gia công. Dạ. Vâng. Là mình làm nhận hàng gì vậy anh? Làm bao túi sách của Hàn Quốc. À, nhận túi sách về gia công, mình làm công đoạn nào? Làm từ A đến Z luôn á. Hả? Làm hoàn thiện từ đầu. Ờ, làm từ đầu đến cuối luôn. Vâng. Ồ, hay gì ta? Đó, rồi, thu,
thu nhập mình ổn định không anh? Thường thu nhập cái thủ ăn mà cái dư mấy. Bao nhiêu tiền một tháng? Chung là chủ thì con em gái làm cho con em dâu mà với con em gái thì mình đợi để làm công thôi. Rồi mình làm công là bao nhiêu tháng? Tháng được 10 triệu bao nhiêu? 10 triệu là ăn rồi á. Ừ. Ở mà ở ngoài Thanh Hóa 10 triệu không có dư hả? Đâu, 10 triệu là ăn rồi á, đủ chung là đủ chi tiêu chung gia đình con cái học thôi. À. Rồi, anh ly hôn có con rồi hả? À, hôn được 4 năm rồi. Rồi anh nuôi mấy đứa, con anh bắt hết hay sao? Nói chung là con được hai vợ chồng đều nuôi nhưng mà đều ở mình. À, con trai hay con gái? Con gái năm nay đang đại học năm thứ 3 ở ngoài Đà Nẵng. Còn thằng con trai năm nay mình học lớp 12. Rồi anh ơi. Dạ. Ơi bác Nguyên ơi, em tắt đi em gõ nghe lập cập em tưởng anh làm gì. Rồi anh ơi, mình nói một chút về điểm mạnh điểm yếu của anh. À, em quên hỏi lý do vì sao hai anh chị lại ly hôn mà ở với nhau bao lâu anh? Chung là vợ chồng là không có cãi nhau gì cả, nếu vợ làm một công việc thì chồng làm công việc, thì cứ một tuần với hai tuần rồi mới gặp nhau một lần, thì không biết sao tự nhiên thì thấy vợ thay đổi tính nhưng không biết được. Nói chung là vợ chồng anh ở xa nhau vậy hả? Chị ở đâu? Ở dưới Bình Dương. À, anh ở ngoài Thanh Hóa còn chị ở dưới Bình Dương hả? Đâu, mình vào đây làm cho con làm cho em dâu với em gái là ở trên Bình Phước. À, anh làm ở Bình Phước. Tao tắt tiếng rồi. Rồi em ở Bình, bây giờ là anh đang sống ở Bình Phước hả? Dạ. À, nãy giờ nghe nói tưởng Thanh Hóa. Em cũng tưởng Thanh Hóa luôn á. Rồi xong vợ ở dưới Bình Dương. Không phải rồi nói hai tuần gặp lần xong rồi hết tình cảm với nhau luôn. Vợ chủ động cái chia tay thì khuyên mãi, thì nếu kéo mãi mà không được thì vợ quyết định như vậy thì thôi thì cũng chịu. Bây giờ chị còn ở Bình Dương không? Hay là ở đâu? Đang còn ở Bình Dương, đang còn ở chị An Bình Dương á. Nói chung là vợ thay đổi nên đòi ly hôn đúng không? Ủa giờ mấy đứa con của anh là thằng con trai là đang ở Bình Phước luôn hả? Đâu, nó ở bà nội, nó thích học ở ngoài quê. Đứa bà nội học thích học ở ngoài quê, nó đang học ngoài quê. Ghê luôn. Rồi. Nhưng mà bây giờ là anh đang ở Bình Phước, là anh đang ở viện nào? Đang ở khu viện Minh Hưng ở Trơn Thành, Bình Phước ạ. Trơn Thành hả? Vậy là ra đất ngay Bình Dương rồi. Dạ. Đâu, đúng không? Huyện Bình Dương á. Nhưng mà huyện Trơn Thành thì giáp ngay tỉnh Bình Dương rồi. Đúng rồi, Trơn Thành là giáp ranh tỉnh Bình Dương á, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, vậy thì bây giờ là ly hôn xong là bây giờ là đang ở trong này là làm với em dâu đúng không? Em dâu của anh đúng không? Dạ. Và trên này là nhà của mình hay là nhà thuê hay là như thế nào đấy ạ? Đây, nhà em dâu với nhiều người chủ luôn không? Rồi thu nhập mỗi tháng là 10 triệu thì gửi về cho con cái hết bao nhiêu rồi? Nói chung là cái làm ở đâu cũng trang trải cho con cái mà. Nói chung là mình làm nhưng mà mình không được xài á, làm nó đủ cho con cái rồi. Làm mà không được xài hả? Không. Vậy bây giờ anh tìm người phụ nữ như thế nào thì hợp với anh, bây giờ ngoài sau khi ly hôn thì có tìm hiểu người nào khác không? Dạ. Sau khi anh ly hôn á, anh có tìm hiểu người nào khác không? Không, đâu có, thứ nhất là không có thời gian, với thứ hai nữa là mình già rồi, lên nhiều tuổi rồi nên cũng không dám nghĩ đến. Không dám nghĩ đến là già thì đâu, khi năm 77 mà già gì? Đấy là thứ nhất là vướng bận đang còn nuôi con cái nên là thứ hai đến kinh tế nó không được khá giả nên là sợ không có ai đâu chịu mình á.
À, ở trên Bình Phước về thu nhập tháng 10 triệu thì cũng ổn mà. Vâng. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Chung là nhìn sao là hợp nhau, là tính tình ấy, chung là biết chia sẻ cho nhau, với lại kỹ thuật đối nội đối ngoại là được rồi. Ừ. Còn giàu nghèo là cũng quan trọng. Ừ. Rồi về ngoại hình, về tuổi tác thì sao anh? Tác thì hơn đúng 1-2 tuổi mà kém đúng 1-2 tuổi thôi, chứ không là kém nhiều quá. Dạ, có thể hơn anh 1-2 tuổi được đúng không? Vâng. Kém mấy tuổi thì được, tối đa mấy tuổi? Chung là kém ít thôi chứ kém nhiều quá, đến trên lệch trên lệch quá thì lại... 5 tuổi được không? Kém tối đa tầm 5 tuổi được không? Vâng, được ạ. Dạ, anh là 77, còn nếu mà kém tối đa 5 tuổi là tầm khoảng 81-82 thì đó là được đúng không? Vâng. Thì bà xã mình cũng năm sinh năm 82 á. Bà xã cũng sinh năm 82, giờ có sợ người 82 không? Nói chung là ai thương mình là mình thương người đó à. Anh Phong là cao mét bao nhiêu? Cao có 1m59 à, mà nặng nặng cũng có 59 à. 1m59, nặng 59kg đúng không? Vâng. Rồi. Ok, bây giờ về công việc của bạn gái anh có yêu cầu không? Dạ. Nói chung là... Về công việc của bạn gái. Công việc thì nói chung là không quan trọng. Quan trọng là sở thích của bạn thì bạn thích làm gì làm thôi, chứ mình thì không can thiệp. Dạ. Không can thiệp. Dạ. Dạ. Anh có biết buôn bán hay là kinh doanh gì không, hay là anh chỉ ngồi anh làm những cái công đoạn của sản phẩm thôi? Chung là nói thật với bạn, năm ngày xưa đang còn đi học cấp 3 thì mình cũng có mũ trâu bò bán rồi, nhưng mà sau này ông già ông bảo chắc chơi nhiều quá lại không theo nghề, nên là nghỉ thì năm 95 là nghỉ mũ rồi. Nhưng mà mình buôn bán cái khác, tức là mình có khả năng để buôn bán kinh doanh không? Buôn bán ngày xưa là mình cũng có đi chăn nuôi, là mình đi mua lúa rồi chay thành gạo, mình đi bán gạo để lấy giá rồi mình chăn heo thôi. Đó cũng là khả năng kinh doanh đó. Khả năng kinh doanh thì mình chung là trước chưa biết thì mình nói chung là mình chạy thì mình bán cũng được, chúng ta là chưa quen. Ok anh. Ủa anh không thích điểm gì ở bạn gái? Nói chung là cứ bình thường đơn phương dân giả là giống như mình là được rồi. Dạ rồi, ok ha. Anh có xác định là anh sẽ làm việc trong Bình Phước không, hay là xong sẽ về Thanh Hóa? Có chứ, mình cơ sở để chủ là ngoài Thanh Hóa, ở quê mình thì nhà cách chợ thì cũng một cây, mà trường học, cách trường học cũng khoảng 500m, mà khu nghiệp thì khoảng cách nhà cách khu nghiệp cũng khoảng 2 cây số á. Nhưng mà ý là anh định là sau này là anh ở đâu ấy? À, về quê. Sau này định về quê hả? À, thì về quê thì nó cũng có cơ sở mà. À, con không ở đây. Nói thật với bạn là trước đây thì mình cũng có mấy lô trong này. Mà lúc hai vợ chồng ở nhau thì lúc mình bán thì thôi, thì lúc mình chia tay thì mình cho vợ hết, chẳng lấy thằng nào á. Nói chung là 4-5 lô trong này mình bán thì cho vợ hết rồi. Nhưng mà nếu như mà có người trong này là cũng xác định là sẽ ở lại trong này đúng không? À. Tức là bây giờ hiện tại là anh chưa có cái người để anh kết đôi, nên là cái tư tưởng của anh là có thể là anh sẽ về quê. Nhưng mà nếu như mà nếu như mà có người phù hợp thì anh cũng chấp nhận là anh sẽ ở lại đúng không? Nói chung là nói thật với bạn thế này là mình nha, thì cháu hay là dẫn là trước sau là về quê. Năm mẹ già nữa hả? Mình đang còn ba mẹ già nữa, 70 tuổi nữa, đang ở với chị gái nữa. Rồi, ok anh ha.
Thì trước mắt là cứ như vậy đi, rồi biết đâu được cái duyên của mình thì mình cũng không có nói trước được cái gì cả, đúng không? Vâng. Ừ. Ok anh. Cảm ơn anh Thông nha, hôm nay chỉ buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì chương trình sẽ còn liên hệ lại với anh nếu có người phù hợp nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Dạ dạ. Sao anh? Sinh năm 90, quê ở Mông Lạc A, là Gạch Giá, địa Kiên Giang. Hiện đại là Huỳnh Tấn Phong hả? Dạ. Huỳnh Tấn Phong hả em? Huỳnh Thanh Phong. Huỳnh Thanh Phong, 1990. Rồi, đang ở Gạch Giá, Kiên Giang hả em? Dạ, em hiện quê ở Gạch Giá, Kiên Giang, nhưng mà em đang làm ở Úc. Em làm trong xì ba thú cưng đó chị. Rồi. À, tại sao là mình làm cụ thể công việc gì trong đó em? Dạ em cắt tỉa xì ba cho chó mèo. À xì ba thú cưng hả? Dạ. Rồi Phong thì là có điểm mạnh điểm yếu gì Phong ha? Dạ em là điểm mạnh là thể thao chị. Em môn nào chơi được mạnh nhất là đá banh. Đá vị trí gì? Dạ cái nào chị? Tiền đạo. Dạ. Rồi, của em là gì? Điểm yếu của em không? Ừ. Điểm yếu của em nhất là cái gì nữa? Có tật xấu gì không? Hơi nóng tính chút xíu chứ. Hơi nóng tính chút xíu. Ủa em làm công việc này lâu chưa Phong? Dạ em làm 4 năm năm rồi chị. Dạ. Số 5 năm rồi. Dạ. Em làm cho anh chị bà con của em. Dạ. Thu nhập mỗi tháng ổn không Phong? Dạ ổn chị. Tại vì em làm tiền lương cơ bản với anh chia với anh chị mỗi ngày là 64 chị. Chia 64. Là mỗi tháng nó khoảng bao nhiêu? Khoảng 15-20 chị. Thế là bên em là vừa chăm sóc có cả giữ thú cưng luôn đúng không? Tại như nhà trẻ thú cưng đúng không? Đúng rồi, là em biết đỡ đẻ luôn, biết đỡ đẻ, có cho bú, các kiểu luôn. Đỡ đẻ hả? Dạ, nói chung là em ở trong shop luôn á, tại vì anh chị cô đang ở luôn, nên em ở trong shop luôn. Này là ở khu Van Gogh hay là khu bên trong? Dạ, em ở Dương Đông vậy. Dương Đông hả? Dương Đông thì ngay khu sân bay đi ra hả? Dạ đúng rồi, chỗ sân bay không, sân bay mới nằm tốt ở trên kia là. Còn em ở dưới Dương Đông, trung tâm, ngay chỗ gần Dương Trọng. Vậy là ngày xưa là cũng học bên thú y hả? Em học gian dở, tại vì lúc có điều kiện đó. Nửa giờ tự nhiên mà em biết chút, thuốc men cơ bản, chút thuốc, đỡ đẻ. Còn từ kinh nghiệm đấy. Công ty kinh nghiệm. Đấy là chó với mèo đúng không? Dạ đúng rồi, kinh nghiệm của năm năm mới vậy. Nên chút. Giống như các bà mụ ngày xưa đã đâu được học đâu đúng không? Chủ yếu là kinh nghiệm tích lũy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị hỏi này, với cái ngoại hình đấy của em với nhau ra ngoài đường có bạn trai nào theo đuổi tán tỉnh em không? Ai chị? Hỏi thẳng. Có bạn trai nào mà theo đuổi tán tỉnh em không? Bạn trai hả? Ừ. Trời. Không có. Trời ơi, tôi nhìn ông này nhẹ nhàng, nữ tính lắm đó. Tôi đang nghĩ không biết ông ra sân bay, sân đi ra đá banh ông đá kiểu gì đây nè. Em đang quen, tôi quen gái nhưng mà tại vì em có vợ rồi nhưng mà thôi 2 năm rồi. À thế à? Dạ. Sao vậy thôi? Dạ tại vì nói chung là ăn thất bại chị. Rồi xong rồi. Nói chung là cái lục đục hoài rồi thôi nhau luôn. Dạ. Có con chưa? Dạ có con rồi chị. Con ai nuôi? Con bé 7 tuổi, mẹ nuôi chị. Em chỉ tới tháng em chuyển tiền về cấp dưỡng thôi. Dạ. Là có một đứa con thôi. Dạ đúng rồi. Là vợ cũng ở Rạch Giá luôn hả? Dạ vợ cũng ở Rạch Giá, có chồng mới luôn rồi chuẩn bị sinh cho con. À, tức là sau khi ly hôn xong ha. À đâu, em làm ở đây rồi, em mới ly hôn mà đúng em không? Em làm rồi, nói chung em làm ở đây rồi. Xong rồi thì
em mở tiệm rồi nhưng mà nói chung là dịch này mở tiệm rồi sao nó là thất bại xong rồi cãi lộn rồi chia tay rồi ấy đúng không? Dạ nói chung là tiền bạc này thì chia tay xong em quay lại làm cho anh chị thôi. Anh chị tại lúc đó em làm cho anh chị rồi mở tiệm mở tiệm rồi làm ăn thất bại rồi xong rồi vậy đó em đi vậy luôn xong chị mới kêu em làm lại. À thế à, thế xong là bây giờ là ly hôn được 2 năm rồi mà vợ em cũng đi lấy chồng rồi, sắp sinh con rồi. Bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em đơn giản thôi, nói chung là hiểu em, nói chung là hai đứa cùng làm nương tựa nhau sót là được. Chứ em giờ em muốn cần cái gì nó bị cần nhiều quá, giống nhiều Về tuổi tác của bạn gái thì sao? Của các bạn gái không quan trọng, nói chung em nói chị là quan trọng là bạn ấy hiểu là được, tuy nhỏ hơn cũng là hiểu chuyện và lớn hơn cũng là hiểu chuyện, nói chung mọi người lớn hơn tối đa mấy tuổi thì được, ví dụ như đối với em lớn hơn tối đa mấy tuổi thì được, từ 5 tuổi trở xuống lớn em nha. Lớn hơn em tối đa là 5 tuổi đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như em sinh năm 90 thì bạn gái maximum là bạn gái có thể sinh năm 85. Ly hôn rồi nuôi con được không? Dạ. Bạn gái đó đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Được chị, em muốn người chứng em mà được. Mình thương nó thương mình à, chứ đứa nít mà em đúng em... rồi. Dạ đúng rồi. Mà giờ là em xác định là em sẽ sinh sống và làm việc ở Phú Quốc luôn, ở Kiên Giang luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà được thì bạn gái nên là ở Kiên Giang. Dạ được, em kéo về đây làm chung với em, tại vì em cũng quyết định là em mất sốc lại. Hiểu rồi, chị hiểu rồi, ok. À rồi, à, về tính cách của bạn gái thì sao này, ngoại hình thì sao? Quan trọng ngoại hình thì nói chung là tính cách thì cá tính chút cũng được. Dạ. Về ngoại hình thì có yêu cầu gì đặc biệt không? Em là cao mét bao nhiêu? Em cao 1m7. 6kg. 56kg. Dạ. Hơi ốm nha. Dạ, hơi ốm. Nên là bạn gái thì cao khoảng 1m5 trở lên thì được ha. Dạ. Rồi, ok. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Từ từ tìm hiểu đúng không? Từ từ tìm hiểu đúng không? Cái người ta làm cái niềm vui cho mình tí, bây giờ quá đâu có được đâu. Ok, rồi. Ok, cảm ơn Phong nhiều ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn thôi, sơ lược. Nên là nếu như mà có người phù hợp, có lịch ghi hình phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ, cảm ơn chị. Ok.